Xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay nén 360.vn. Trong video clip ngày hôm nay thì bên em sẽ nên giới thiệu và chia sẻ cho các chị và các bạn về cái dòng sản phẩm máy ghi âm các anh chị nhá. Mã sản phẩm hôm nay bên em sẽ nên giới thiệu chia sẻ đến các chị là mã sản phẩm M06 các anh chị ơi. Với mẫu sản phẩm này, trước tiên về kiểu dáng kích thước của nó thì anh chị sẽ thấy đây, đây là sản phẩm chính của mình nhá. Kích thước của nó rất nhỏ gọn anh chị theo. Đấy, chiều dài của nó chỉ hơn một đốt ngón tay của em chị này. Đấy nhá. Gần hai đốt ngón tay trỏ của em anh chị thấy không ạ? Và cái bề rộng của nó anh chị thấy này, rất là nhỏ các anh chị nhá. Đây nó sẽ nhỏ hơn cái ngón tay trỏ của em anh chị thấy không ạ? Đấy, rất là nhỏ nhá, rất là tiện lợi cho những anh chị nào mà có thể là bỏ trong túi quần, túi áo hoặc là cặp sách, túi sách, hoặc là anh chị có thể là móc vào các cái chìa khóa. Ở đây nó có cái khuy để các anh chị có thể là ngụy trang nhá. Móc vào có móc chìa khóa ô tô, hoặc anh chị có thể là xỏ qua cái khuy ở đây này anh chị nhá, để xỏ một cái dây qua để anh chị có thể là đeo trên cổ hoặc đeo trên tay đều được nha các anh chị nhá. Đấy, ví dụ như anh chị nào mà muốn mua để sử dụng cho các cháu nhỏ đấy, để ví dụ như các cháu đi học mà muốn ghi lại các cái bài đấy, bài giảng của cô giáo để về nghiên cứu lại, thì các anh chị đeo vào cổ cho các cháu thì rất là tiện lợi nhá. Đấy, bởi vì các cháu hiếu động thì nếu mình bỏ túi quần túi áo thì nó sẽ hay bị vương bị rơi đúng không ạ? Đấy, thì cho nên anh chị có thể là đeo xỏ dây đeo vào cổ hoặc là đeo vào tay thì đều được, rất là tiện lợi các anh chị ạ. Đấy, và những anh chị nào mà muốn xuống hiện trường để thu thập các bằng chứng chứng cứ để các anh chị viết bài thì sử dụng cái mẫu sản phẩm này cũng rất ok các anh chị nhá. Đấy, những anh chị nhà văn nhà báo sử dụng cái mẫu sản phẩm này rất là ok. Pin của nó có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là 20 tiếng các anh chị nhá. Và bộ nhớ trong của nó ở đây là 8GB anh chị này, hàng Sony Nhật Bản chính hãng anh chị nhá. Với 8GB này nó sẽ lưu được cho các anh chị trong khoảng thời gian là hơn 500 giờ ghi âm các anh chị ạ. Đấy, rất là lâu và phải không anh chị? Đấy, và cách thức sử dụng thì lại cực kỳ đơn giản các anh chị nhá. Trên bộ sản phẩm này anh chị thấy đơn giản duy nhất ở đây có một cái nút công tắc ở đây. Đây anh chị thấy không ạ? Đây này, ở cái dưới cái khuy đây anh chị nhá. Thì em sẽ quay cho anh chị xem này. Đây anh chị thấy cái nút công tắc này nó sẽ có một cái mũi tên này. Đấy, khi anh chị muốn khởi động này, muốn khởi động nên thì anh chị chỉ cần gạt cái công tắc này sang theo cái chiều của mũi tên các anh chị nhá, thì lập tức cái nguồn của camera sẽ khởi động và nó sẽ tự động ghi âm luôn cho các anh chị. Và khi các anh chị ghi âm xong đấy thì các anh chị sẽ đẩy ngược lại theo cái chiều vừa giờ và nó sẽ tự động tắt nguồn cũng như là lưu file ghi âm vào trong đây cho các anh chị nhá. Đấy, trong trường hợp ví dụ như các anh chị nào mà đang ghi âm đấy, không may cái nguồn điện này nó hết pin, thì nhiều anh chị thắc mắc vào nó có lưu cái file ghi âm đấy lại cho các anh chị không ạ? Đấy, xin thưa các anh chị là nó sẽ lưu được cái file đấy vào tự động vào trong đây cho các anh chị nhá. Đấy, và với sản phẩm này anh chị thấy này, ở dưới đây nó sẽ có một cái cổng nguồn để các anh chị sạc pin các anh chị nhá. Đây là cái cổng nguồn chân sạc này, là chân sạc Samsung, thì nó sẽ được tặng kèm cho anh chị một cái đoạn dây đây này. Đấy, đoạn dây kết nối đây thì các anh chị cắm cái đoạn dây này vào với lại cái máy ghi âm đây các anh chị nhá. Đầu còn lại thì anh chị có thể là cắm sạc trực tiếp vào trong cốc sạc điện thoại anh chị này. Đây này. Đấy nhá, em đã chuẩn bị sẵn một cái cốc sạc điện thoại để các anh chị có thể là biết này. Đấy, cho các anh chị biết nhá. Đấy, thì mình có thể là cắm vào cốc sạc điện thoại như thế này để mình sạc. Đấy, hoặc anh chị có thể là cắm trực tiếp vào máy tính các chị nhá. Đối với những anh chị nào muốn chiết xuất các cái file hoặc là có máy tính thì anh chị có thể là cắm trực tiếp vào máy tính để sạc nguồn cũng như để chiết xuất file ghi âm ra các anh chị nhá, để các anh chị nghe. Ngoài ra anh chị có thể nghe ngoài cách mà các chị nghe trên máy tính ra thì anh chị có thể là nghe trực tiếp ở trên cái máy ghi âm này. Đấy, thông qua cái tai nghe ở đây, thì ở đây với sản phẩm này sẽ tặng kèm cho chị một cái tai nghe tai phone đây nhá. Anh chị chỉ cần cắm cái chân tai phone vào đây. Đấy, cắm vào cái cổng sạc nguồn anh chị này. Đấy, đây cổng này có hai chức năng chính nhá, bởi vì nó cùng chân sạc cho nên anh chị cắm luôn cả vào tai phone vào để các chị nghe. Và khi cắm tai phone vào, anh chị chỉ cần khởi động nguồn này lên. Đấy, thì khi anh chị khởi động nguồn này, đấy, gạt nên theo cái chiều mũi tên thì anh chị sẽ thấy ở dưới đây nó có cái đèn báo này. Đấy, nó sẽ nhấp nháy 3 lần cho anh chị, sau đó nó sẽ tắt đi. Đấy, thì lúc này cái thiết bị của mình đang hoạt động và đang phát ra các cái file ghi âm để cho các anh chị nghe lại ở đây các anh chị nhá. Đấy là cái chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Còn ngoài ra với sản phẩm này, khi anh chị đặt hàng bên em thì sẽ được tặng kèm cái thẻ bảo hành chính hãng trong thời gian sử dụng sản phẩm 1 năm nếu thiết bị có lỗi của nhà sản xuất các anh chị nhá. Đấy, bên khi các anh chị mua bất cứ sản phẩm nào bên em thì các anh chị chỉ cần giữ nguyên tem thẻ bảo hành cho bên em. Đấy, trong quá trình sử dụng cần tư vấn hỗ trợ hoặc là bảo hành thì các anh chị chỉ cần đưa thẻ bảo hành ra thì bên em sẽ giải quyết ngay cho các anh chị bảo hành đổi mới cho mình trong thời gian sử dụng sản phẩm 1 năm. Đấy, thì như vậy em đã hướng dẫn cho các anh chị xong cách thức sử dụng và các chức năng công dụng của cái mẫu sản phẩm là máy ghi âm M06 đây các anh chị nhá. Những bác nào mà muốn đặt hàng hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm thì các anh chị cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn
phí 0969 920 838 và 082 55 33 666 các anh chị nhé. Đến đây xin dừng video. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.